Chi? Đây có Sương. Thương ai? Sương mẹ. Không. Con tôi đó. Đây là con anh Thành rồi. Con tôi sau này đó là nó vậy. Đúng đó. Đúng rồi. Nó phải trả treo vậy đó. Ai cũng thích con hết trơn á. Con mèo người ta đẹp như vậy. Là cháu người ta như con lươn. Trời ơi. Ôi, dễ thương vậy. Thương là... con tôi chưa? Trời ơi, tôi nói con tôi mà. Cái thái độ giống tôi quá. Cái nét hoang mang. Trời ơi, con mê dữ vậy. Ra đẹp, cốt cách, bình bật dập. Hoang mang. Ôi, tụi con ở đâu mà tụi con dễ thương vậy? Trời ơi, thấy thương quá thiệt. Có đứa con vậy cưng hết lớn thiệt. Con muốn thi tiếp. Thi tiếp nữa hả? Con tiểu phẩm nữa hả? Nhưng mà con có biết là vừa rồi là con mới thắng 100 triệu không? Ủa cái gì? 100 triệu rồi hả? Trời ơi, 100 triệu rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, thí sinh đi thi nhận giải thưởng cao nhất của chương trình vẫn không biết. Bây giờ con muốn thi tiếp. Nè, bây giờ nè. Bây giờ vậy nè. Con, bây giờ là hôm nay á là con giỏi rồi. Bây giờ mình về mình ngủ. Sau đó ngày mai ngày mốt gì đó mình tới mình thi tiếp để lấy nhiều tiền hơn, hiểu không? Bây giờ là bữa nay là thắng rồi đó. Bữa nay mình về nghỉ ngơi, ngày mai mình tới thi tiếp nữa. Chịu không con? Chịu nha. Yeah. Trường quá. Ngộ không ở Park giới ngộ tịnh. Con, cái chỗ tụi con ở là chỗ nào mà tụi con ngoan quá vậy? Có thể dắt chú Ngô Quý Quy vậy đó ở được không? Bây giờ con muốn ngủ sớm. Con muốn ngủ sớm phải không? Buồn ngủ phải không? Buồn ngủ. Bây rồi. Giờ nghe chú Thành nói nè, đi về ngủ ngang. Mấy đứa đi về ngủ đàng hoàng rồi lần sau tới thi tiếp. Tụi con vừa nhận được 100 triệu. Chúc mừng tụi con. Mọi người xem. Xin chào mọi người. Mình tên là Trinity, năm nay mình 7 tuổi. Hôm nay con sẽ giới thiệu 3 size quần áo. Mọi người cùng đi theo con nha. Mọi người có muốn mua cái quần này không? Cũng đẹp đó. Đây là cá tính nè. Đây là tomboy nè. Còn đây là dễ thương nè. Mình cũng thích màu vàng á. Màu vàng cũng cưng á. Các bạn đoán thử xem mình sẽ mặc bộ nào nhé. Trời ơi con, tôi xinh quá. Mái tóc nó xõa dài nên cái đẹp hú hồn luôn. Anh ơi. Sao? Hai từ thôi. Từ gì? Cốt cách. Chỉ sinh ra là giống như là kiểu mà hồi xưa là trong cung vua đó. Mà là quý phi nha. Không phải hoàng hậu, mấy hoàng hậu là mấy mẹ già già bị cướp rồi. Quý phi nha là đang được và top one trending á. Ở YouTube là top one trending á. Là vua là cái trang hoàng hậu cung.com á hả? Hoàng hậu là có bị hack rồi. Mấy cái dạng hàng cũ là trending mùa trước rồi. Mà thường là phải quý phi anh. Ngồi nha, cốt cách này. Anh nhìn thấy không? Ngồi cốt cách này. Thái độ nè, thấy không? Đó, ngồi nè. Tôi điểm nè. Đó. Gia đình có tiền. Bận bộ đồ là thấy Fendi đúng không? Dễ thương lắm. Cái bộ đồ là thấy cái đúng. Là bộ đồ xịn liền. Rồi thay đồ qua lại là biết là có học người mẫu lớp của Xuân Lan. Cái cách đứng á. Ừ. Mà phát ra âm thanh tròn trịa luôn. Mà anh thấy không, nữ tính nha. Tóc thì hất ra này. Trời ơi, thái độ rất là Hồ Ngọc Hà. Bây giờ nói gì nữa? Bây giờ tôi binh bất chấp luôn. Gái tôi đó. Ca hay. Ca hay. Gái tôi đó. Cảm ơn chú Trân Thành. Gái tôi đẻ là vậy đó. Cảm ơn chú Trân Thành đã nhận xét về con gái của tôi. Sao em không có vẻ không đồng tình vậy? Cái mặt em mà khinh khỉnh vậy anh nói mà xem làm gì?
Tại vì em sợ mạnh miệng quá, lát bé hát dở nhục. Không. Ở đây làm gì có chuyện hát dở. Anh Bình con của anh chỉ là hát hay hoặc hát dễ thương thôi, chứ không có hát dở ở đây. Anh Bình bất chấp. Bất chấp luôn. Bất chấp. Yêu thương là yêu, bất chấp. Em con tôi chỉ có hai trường hợp thôi. Cái nét này là nét cốt cách đã từ trong cung đình ta đi ra mà. Một là con tôi hát hay đụng đốc nha, mà hát nhạc là hát nhạc tình cảm, pop ballad luôn nha. Tôi báo trước cho một tiếng. Cái thứ hai là con tôi thí dụ mà trời xui lắm đi, cho cái sắc không cho cái giọng đi, thì con tôi chỉ có là tiếng hát thông cảm thôi, chứ không có cái tiếng hát nào mà như nhộn đây hết á. Anh ơi, em lý giải giùm anh được không? Tiếng hát thông cảm. Thông cảm là cái đó, hát dở nhưng mà mọi người phải cảm thông đó. Ừ, bây giờ con tôi hát là thí dụ nha. Thí dụ mà trời chỉ cho cái sắc đẹp, không cho cái giọng là hát như nè. Mẹ dắt tay đến trường, em đi cùng mưa. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Hát mình biết đó. Đó là tiếng hát cảm thông mà, hiểu không? Hát từ nội tâm hát ra không có vui. Có nghĩa là hát nội tâm. Tức là với cái cốt cách này thì hoặc là thiệt hay, hoặc là hát nhẹ nhàng nội tâm thông dạ, cảm đúng. Cái đó thôi. Không chứ phải hát xàm, hát vui đúng không? Bây giờ em đi hát mà ngày nào mà kiểu mà lạc tông mà hỏng giọng á, thì em sẽ xin lỗi khán giả là xin lỗi khán giả cho em hôm nay được hát phong cách thông cảm. Trời ơi. Ôi, dễ thương vậy. Thương à. Con tôi chưa? Trời ơi, tôi nói con tôi mà. Cái thái độ giống tôi quá. Cái nét hoang mang. Trời ơi, không mê dữ vậy. Ra đẹp, cốt cách, Bình bất chấp. Bình bất chấp. Dễ thương hết sức luôn. Chị Nga thấy sao? Trời ơi, nhìn cưng quá à. Giờ không biết là gì luôn, búp bê hay ca sĩ luôn. Mà cái thần thái diễn rất là tốt. Mà đi trình diễn thời trang, lúc nãy là cô Thúy Nga cũng đoán đây là một người đã, cô bé này đã được học thời trang nè, được đi cast one nữa. Rồi cast work dạ. Tiếng Anh chị cũng có vấn đề lắm. Tiếng Anh chị cũng cỡ Lê Giang đó, nên không sao đâu. Thì bé diễn rất là hay, nhưng mà chắc giọng hát cũng dễ thương thôi chị. Dễ thương. Dạ. Dễ thương. Trời ơi, thiệt em có đứa con về chắc tắm rửa xong lau sạch sẽ bỏ tủ kiến chân luôn. Chân thôi phải không? Chân luôn. Không cho đi học hành, không cho ăn bây uống giờ này, chân luôn. Bây giờ tạm thời chưa có sinh được thì mình coi hai đứa hai bên hai đứa con đi. Luôn có đứa con này cho nó đi bụi luôn, không có cản. Không có cản. Vậy ba tiếng nào. Papa. Ghê quá. Anh biết sao không? Còn nhỏ thôi mà cái nữ tính trong người nó toát ra. Cô bé này lớn lên là sẽ là một thiếu nữ rất là đẹp, vạn người mê. Thật sự. Trung Giang thấy sao? Dễ thương, bé dễ thương, bé rất là cưng. Nhưng mà diễn kiểu này thì chắc là hát không ổn định lắm. Hát tại sao chú Trường Giang là được rồi. Giọng hát nó. Tại sao khi bé trình diễn như vậy em lại cho rằng bé hát không ổn định? Tại vì diễn giỏi. Diễn quá giỏi cho nên giọng hát sẽ bấp bênh. Không có bấp bênh đâu. Con ca hay đó. 8-9 điểm á. 8-9 điểm lận á. Rồi, thôi cứ để đó. Coi như với bé này thì chỉ có một mình Trường Giang là ý kiến khác với 5 người còn lại mà thôi. Dễ thương quá. Ta vậy ai bắt ta hát gì vậy thiệt à? Đây, tặng con món quà. Chú Trường Giang có món quà tặng cho con. Chúc con học giỏi nghe con. Dạ con cảm ơn chú. Con tên gì nè? Chào. Ủa, con tên là Trinity, năm nay con 7 tuổi. Không, con nói lại cho mọi người nghe coi, con tên gì? Dạ con tên là Trinity, năm nay con 7 tuổi. Trinity, năm nay con 7 tuổi. Ủa tại sao con có tên này? Tại con ở Malaysia. Con không có ở Việt Nam hả? Dạ. Ba của người Malaysia hả? Dạ. Mẹ của người Việt hả? Dạ. Con biết nói tiếng Malaysia không? Dạ không, con biết nói tiếng Anh. Ví dụ đâu? Con nói tiếng Anh với cô chú tôi coi nè. Giới thiệu mình đi. Hello everyone, my name is Trinity. I'm 7 years old. I like to sing and dance. I also like to play Barbie. Barbie. Mai mốt cô chú nào biểu con hát á,
con đừng có nghe nha. Bạn nghe tôi hát là nghỉ chơi với bạn đó. Mình chỉ làm người mẫu, không? Mình đẹp, mình làm người mẫu, mình làm fashion model. Dạ. Bây giờ con về con nói ba mẹ con gửi con qua Venezuela luôn đi, đào tạo con thành hoa hậu luôn đi. Tại vì cái thần thái con rất là sang chảnh, rất là hoa hậu luôn đó. Con biết nước Venezuela không? Nó kế bên Malaysia đó, thì mỗi ba con làm biết. Rồi, cảm ơn con gái đã đến với chương trình này. Rồi, các cô chú dành cho con một tràng vỗ tay nào. Chào con nha. Thứ này. Trời ơi, con tôi đẹp quá. Tóc tai kìa trời, chết thiệt nhỏ. Anh nhớ xe. Anh nhớ xe. Anh nhớ xe. Chân ổ sinh nhân nhìn mì đà. Chân nhớ xa xa nhìn mì đà. Chân Hàn Quốc kia xa xa mì đà. Ồ, nói gì con? Đố đấy. Đố đó. Rồi, rồi, rồi. Ha ha, bên tôi. Hàn Quốc. Nè, nè. 안녕하세요. 전 오승현입니다. 전 6살입니다. 전 한국에서 왔습니다. 아, hiểu rồi. Bé nói là bé tên là Oh Seung-hyun. Bé là người Hàn Quốc. Đúng không con? Rồi, thiếu thêm một cái nữa. À, thiếu một cái đó cô Ngọc không biết. Dạ bộ lướt chứ nhỏ hả? Lướt thì được cái đó. Là con nói là con là Oh Seung-hyun và trời. Con đến từ Hàn Quốc và con 7 tuổi đúng không? Đúng rồi đó. Mặt chí. Chính xác. Mặt chí. Mặt chí. Mặt chí. Mặt chí. Mặt chí. Ôi kéo mẹ. Vâng. Con trai rồi đó. Con trai rồi đó. Kéo mẹ. Quán tâm chơi cụ. Ồ. Trời ơi. Sao rồi được? Ai là bạn trai của Harley Quinn? Chú chấp hành đúng không? Harley Quinn. Không phải chú chấp thành. Chú chấp thành phải bắt cô đó hát tiếng Hàn Quốc. Trời ơi, con ơi, xuất sắc quá, trời về cái đi. Đây, ngồi rồi, yên nè, có nè, không nè. Có Pikachu không? Đây, mình sẽ nghe bằng điện thoại nè. Sẽ nghe thôi nha. Con đọc chữ được rồi nghe. Biết ngay rồi mà. Lạ nhá mà. Rồi, biết đọc chữ nha. Chú phải ghi Hollywood ở đây. Thế nào khi cách chú chú chấp hành biết hát không? Chú biết hát. Chú chấp hành hát đi. Rồi chú hát bài tiếng Hàn nha. Chú hát bài tiếng Hàn, đừng có hát tầm lum tà la. Không, con sẽ dẫn chú chân thành. Rồi. Một, hai, ba, bắt đầu. 미치 듯 사랑했던 기억이 추억들이 나를 찾고 있지만 chú tặng bông hoa, tặng hoa cho chú chân thành. Cái này đâu phải bông hoa. Không quan tâm. Không quan tâm. Tại mà sao người ta không quan tâm. Sao vậy con? Hát hay ban thưởng. Cảm ơn con. Con là bên đàn bé hơn. V-Dragon nhí kìa. Xịn ơi. Khỏi vụ em ơi. Khỏi. Cái tên nó nói là tất cả. Đúng. Chất khí ra tất cả. Chất khí ra tất cả. Khí chất má ơi. Khí chất. Trời ơi. Nhưng mà tại sao vừa nhìn thấy hình ảnh của bé Ma Kết thì anh Xịn với chị Ri đã nghĩ ngay là bé sẽ về với đội của mình à? Ủa, G-Dragon nước nào các bạn? Hàn Quốc. Lo lắng cho con ít bự hả? Con lo lắng cho mẹ. Con nói gì nó lớn lên coi. Con lo lắng cho mẹ với lo lắng cho con ít bự. Nhưng mà con ít bự nó đã chết rồi. Con lo lắng con ít thương nó với lại ít thương mẹ. Ừ, mẹ biết rồi. Nhưng mà thôi nó lỡ chết rồi, thôi nha con, mất khóc nha. Nhưng con, chúng nó còn sống lại hả? Ừ, mẹ cũng mong là nó còn sống lại.
nên con đừng buồn nữa nha con. Nhưng con muốn bắt cá con không có trời. Ngày nay bắt cá khác cho con nha. Trời ơi, coi tivi mà khóc như là hả? Thiệt cái đó hả? Mẹ không cười với con nổi luôn á. Em xin con hả? Mẹ giận con hả? Sao mẹ giận con? Tại vì mẹ nói một tiếng con không nghe. Gì? Mẹ không thương con giận mẹ. Này, sai rồi. Tại vì con lì. Con lì chứ, mẹ nói con nhiều lần mà con không nghe mẹ. Yeah. Biết lỗi chưa? Biết lỗi rồi. Con tha thứ cho mẹ. Thương con. Chi? Để có Sương. Thương ai? Sương mẹ. Không. Con tôi đó. Đây là con anh Thành rồi. Con tôi sau này đó là nó vậy. Đúng đó. Đúng rồi. Nó phải trả treo vậy đó. Ai cũng thích con hết trơn á. Chưa ra là thấy âm thanh đó rồi. Chú Anh Thành xuất hiện. Đây, vô đây, có người muốn gặp tôi phải không? Hi, ra đây chơi. Đi đi, ra đây cho con. Đi, ra đây chơi. Hóp luôn. Con nói cho mọi người nghe con tên gì vậy? Con tên là Ma Kệt. Tên tiếng Việt con là tên gì? Tiếng Việt hả? Tên tiếng Việt là tên gì? Ma Kết Phạm đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Ai cũng thích con hết trơn á. Đi giống chó tên. Tự tin lắm. Con thương ai nhất ở nhà? Thương mẹ. Nhưng mà mẹ đâu có thương con đâu nãy. Chứ thành thấy trong kia mẹ đâu thương con đâu. Trong xe mẹ hay thương con lắm. Thôi cầm rồi vuốt vuốt họ mất cái nhẫn tôi đi nha. Dạo này tôi thấy ta làm lẹ lắm. Tôi sợ lắm. Lẹ hả? Ừ. Không có đâu. Có à? Chữ giờ thôi à. Chữ giờ thôi hả? Chữ giờ thôi hả? Thôi nói giỡn đi. Xui tay rồi. Hất tay liền. Không, chúng ta nói giỡn với bộ. Nói giỡn. Thương. Ở nhà mẹ hay... Mẹ hay dẫn con đi lắm. Dẫn con đi đâu? Dẫn con đi đâu mà... Lát một hồi mẹ thương con à. À. Tại sao cũng thương con nhưng mà à? Quan trọng là hồi nãy tại sao con ếch nó chết? Con ếch nó ở đâu mà nó chết? Trong tivi mà. Tại sao con ếch trong tivi mà nó chết? Ai làm nó chết? Kỳ vậy? Không phải. Nó tự biến mất á. Trời, cái con ếch này sao tự biến mất luôn. Biến mất xong nó chết luôn. Trời ơi. Tại sao lúc đó con khóc dữ vậy? Tại sao con lo lắng cho con ếch vậy? Tại vì con thích con ếch mà. Ngoài con ếch ra còn con gì con thích nữa không? Thích nhiều con lắm. Thí dụ, kể chú Thành nghe coi con gì. Con heo. Con heo. Rồi con bò đúng không? Con bò. Con bò. Con mèo. Con mèo. Con mèo. Với con chim. Con chim. Ý, sao thích con chim? Con chim có gì đâu thích. Con chim lông không? Nhưng mà con mèo cũng lông xong mà. Đúng rồi. Hợp lý. Sai rồi. Hợp lý. Chấn thành sai rồi. Nhưng mà con heo nãy là tại sao con không ăn heo bây giờ? Mình ăn mình mới lớn. Này nó là bạn con à. Con heo với con bò thì con thấy con nào ngu hơn? Con nào ngu hả? Con nào cũng không có ngu hết trơn á. Vậy là con ơi, Marcus ơi, chú Đức hỏi con nè. Thương. Nhà con có con nuôi con chó không? Ủa sao biết? Con hỏi rồi. Sao chú Đức thấy con chui vô chuồng con chó làm gì vậy? Con có chui vô chuồng con chó không? Có rồi, cười là có rồi. Con thích quay cái clip đó đâu. Không thích quay clip đó. Quay clip hả? Mẹ bắt quay hả? Mẹ bắt quay phải không? Mẹ con thật là quá đáng. Phạt mẹ đi. Không phạt chú Trinh Thành bây giờ là. Đừng có đụng tới mẹ con. Bây giờ vậy nè, chú Trinh hỏi nè. Bây giờ mẹ con quay cái clip mà con không thích thì không hỏi con, phải phạt mẹ. Đúng không? Đúng, phải phạt mẹ. Mời mẹ. Rồi, mời mẹ ngồi đây. Dạ, chào chị. Mà bây giờ chú đang hỏi mẹ nè. Tại sao mẹ quay cái clip mà mẹ chưa có hỏi ý của bé? Con vô á. Sao con? Con vô á. Vô cái gì? Vô trong chuồng á. Tự nhiên cái chuồng chó, cái chui vô trong chơi vậy? Không có chui đâu, nó chơi đâu. Không có tự đóng, cái chuồng đó nó tự động nó đóng à. Con nghĩ sao vậy hả? Bây giờ mẹ mở không được. Mẹ không có la con nhưng mà con chui vô vậy rồi giờ sao ra?
sao con vô trong trường? Con mê nó. Mê đó hả? Dạ. Mẹ có hay cho con coi mấy cái clip của chú Trấn Thành á, ở trên Facebook á, cái vụ mà con mèo không? Vụ mèo sao, con nói chú nghe coi. Con mèo màu đen, ai cạo lông nó vậy mẹ? Ai cạo lông nó? Ai vậy con? Ai cạo lông con mèo màu đen của chú Thành vậy? Ai mà kỳ cục vậy? Có hơi gì cạo lông con mèo. Ví dụ mà cô Harry á cạo lông con mèo nhà con chịu không? Ở nhà con mèo con cái ở nhà con mèo con cái lông nó ngắn lắm. Ngắn lắm hả? Ngắn lắm. Để tôi tường thuật lại câu chuyện của gia đình tôi cho quý vị nghe. Ê chồng ơi, sao chồng ơi, tại sao lại như vậy? Vào một ngày đẹp trời, con vợ tôi nó báo là nó mua một con mèo, mua ở đâu từ bên Nga về với một số tiền cũng khá đắt đỏ. Tôi như đứng tim, tôi nói trời ơi con mèo gì mà mua mắc dữ vậy. Nhưng thôi em, nó về nó đẹp thôi, tôi cũng yên tâm tôi nuôi. Nó nuôi được thời gian, cũng một ngày đẹp trời tôi đang quay, con vợ tôi nó gửi tấm hình. Nó cạo con mèo y như nó cạo dừa vậy quý vị. Trời ơi, chỗ lồi, chỗ lõm. Con mèo mà nó cạo chân lùi như con lươn vậy đó. Không còn một miếng lông nào. Tôi muốn rớt nước mắt. Kè. Sao cô cạo lông con mèo? Thì cô tưởng là nó bị bệnh da, xong cạo lông thì mới biết là không bị bệnh da mà nó khỏe. Trời ơi. Nó vậy đó. Trời ơi mặt bé. Trời ơi, lo lắng cho con mèo. Mà từ nãy giờ qua cách nói chuyện của mình thôi là mình thấy bé rất là lanh. Dạ đúng. Rất là khả trang. Và quan trọng rất là thương mẹ. Đó trời con ơi. Con mèo. Nè, con mèo đẹp ơi là đẹp. Đúng rồi, con mèo đó đó. Cái chương trình này lạ quá à. Cái chảy nước mắt luôn kìa. Chảy nước mắt mẹ biết luôn kìa, thấy luôn kìa. Đó, con mèo người ta đẹp như vậy. Cháu người ta như con lươn. Quý vị coi bây giờ con mèo dòm giống như là nạn nhân sau đám cháy vậy. Nó là đứa sống sót duy nhất gia đình đi trên hết, con mình nó chạy ra được tàn tạ bê thua thân bại danh liệt. Cảm thấy hối hận quá. Thôi xin lỗi con mèo đi. Xin lỗi con mèo con. Trời ơi. Con nói cô xin lỗi chú Trấn Thành đi. Cô xin lỗi chú Trấn Thành đi. Ủa tại sao con? Tại sao phải xin lỗi con biết không? Tại vì cô cạo lông nó. Đúng, hợp lý. Đúng, hợp lý, cái này hợp lý. Hợp lý. Để vậy luôn đi. Hả? Để vậy đừng có cạo lông nó. Ai để vậy đi cạo. Nó đượm buồn luôn á. Thấy không? Cảm ơn mẹ rất là nhiều. Mai Cách ơi, bây giờ là con muốn chọn về đội của cô chú nào nè? Về đây đi chú Đức với con đi đi sở thú chơi. Coi nhiều con thú. Coi con voi, con hổ, con sư tử, con hà mã, con thích không? Con vào đây đi, vào đội của cô chú đi. Rồi. Cô sẽ không có cạo tóc của con đâu. Đừng có lo. Đây. Trời ơi con ơi, cạo tóc con đó. Không về có đây, cạo đâu. Chú bảo tồn lại cái tóc của con. Con thích chú này nè. Con thích chú này nè. Rồi, nghẹt quá. Rồi, nhìn cái tay nha. Rồi, con tên là gì? Tên là Mai Cách. Con sợ cái tay quá à. Tay của ai vậy? Cái tay của con ma đó. Nói đi con tên gì? Tên là Mai Cách. Nói giọng thỏ thẻ thôi, nó lớn nó bắt đó. Hai, ba, con tên gì? Con ta là Mai Cách. Đúng rồi. Con mấy tuổi? Con 1 tuổi.
con nói là quý vị ơi, lén lén bình chọn cho con đi. Nói đi. Quý vị ơi, bình chọn cho con đi. Lén lén con ơi. Rồi con nói bàn tay ơi. Bàn tay ơi. Đừng có bắt con nha. Đừng có bắt con nha. Con gửi mẹ con cho bàn tay nha. Con gửi mẹ con cho bàn. Hả? Được không? Đi đi đi. Đang nè, chợt suy nghĩ lại, chợt suy nghĩ lại. Khoan. Khó, khó. Bây giờ một là bàn tay bắt con. Con gửi mẹ. Sao vậy con? Sao vậy? Chú Trấn Thành kêu con. Chú thương quá. Chú thương con. Ôi, chú thương. Sao vậy? Sao vậy? Con không muốn bàn tay. Nói lại liền. Nói gì? Chú bàn tay bớt bắt lại nha. Chú bàn tay bớt bắt lại. Chú con sợ lắm rồi. Chú con sợ lắm rồi. Cảm ơn con. Chú bàn tay sẽ không làm gì Marcus nữa đâu. Chú Thành đã bắt bàn tay lại rồi. Rồi mất tiêu. Yeah. Yeah.